Đó thì hôm nay trưa nắng nóng quá nên mình lấy cái thau nước với cái khăn mình lau mình cho mấy bé. Đó thì có hai đứa ra mừng mình, còn hai đứa kia nó ngủ hơn mất tiêu rồi. Bẹo cay. Này mới tắm, này mới tắm lông còn ướt nè. Thôi, thôi. Lông còn ướt nè cả nhà. Mới tắm xong á. Xong sung rồi. Xong rồi. Còn này làm gì đây? Còn mấy đứa kia đâu mất tiêu à? Hai đứa kia còn ngủ. Nó nằm ở dưới à. Béo gai. Con bả làm gì kìa? Rồi. Muốn tắm nữa không? Muốn tắm nữa không? Rồi để tôi lau cái ông này. Tôi lau mình cho ông này cho. Nắng quá mà. Nắng quá sao chịu nổi. Hello. Hello. Lau nách nè, lau bụng nè. Lau chân, lau tay nè. Lau mát nè. Kia làm gì? Phải lau lắm hả? Rồi một đứa nè. Đứa này có cái xoáy nè. Rồi ăn cái bụng cứ ngắt luôn à. Ăn cơm dính lông ráo giờ bẩn cái lông nè. Nói chung là mình cũng cho các bé ăn chế độ cao hơn mấy đứa thường. Mấy đứa thường ăn cơm bình thường, mấy đứa này ăn cơm đạm thịt nhiều hơn, cá nhiều hơn, rồi có quậy sữa bọt cho uống nữa. Nói chung là mới nhỏ xíu vậy mà xa mẹ rồi, cơ thể nó không phát triển được. Gì nhóc, thằng nhóc kia, thằng nhóc mà bự bự đàn lớn 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 á mà nó có mình nó cả nhà, đúng là buồn luôn. Còn mấy đứa này, bốn đứa này coi vậy chứ còn bốn anh em cũng đỡ. Rồi hàng kia đâu này, có vậy chứ cũng buồn á cả nhà, không có ai chơi. Còn hai này cũng đỡ, bốn đứa nhỏ đỡ hơn. Đây hai thằng nữa.
hai hàng nữa đây cả nhà ơi. Lau mình là chết đây. Thôi. Thôi. Tự nhiên tôi nằm bằng đẳng bắt tôi lại đây. Cái ông này kỳ, ông cha này kỳ nha. Vậy con rồi đứa nữa. Ăn cơm dính tùm lum mặt luôn. Đứa này chắc nhỏ nhất cả nhà, nó có chút béo à. Ốm nhách luôn nè. Có chút xíu luôn nè. Rồi sao? Rồi xong đổ nước luôn. Cất cái thau luôn. Phơi cái khăn luôn. Rồi thì ra chơi luôn. Giữa trưa bắt năm đứa đi tắm. Này nãy tắm xà bông. À, trị con này con kia trên lưng quá chừng con luôn rồi ghẻ tùm lum loa luôn. Đó, trời nắng của mình hay đổ cái nón bàn cả nhà. Đây nhờ có cái cây đỡ lắm à. Mát mẻ. Rần rần à, nhỏ biết phá rồi nè. Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì các bé đang tắm rửa xong rồi vui chơi rồi, nhảy tưng tưng rồi. Xin chào. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào.